Thưa quý vị, phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh Long An trong những năm qua được triển khai thực hiện gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác dân vận được nâng cao, thể hiện qua tác phong lề lối làm việc vì dân phục vụ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, có nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng ở các cấp qua các phong trào thi đua dân vận khéo trong tỉnh giai đoạn 2016-2020. Căn cứ kế hoạch số 376 ngày 29 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo của tỉnh ban hành về tiêu chí đánh giá phong trào, hướng dẫn xây dựng các mô hình dân vận khéo của Ban Nhân dân tỉnh ủy. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng tiêu chí và đánh giá, công nhận các điển hình dân vận khéo đạt được các tiêu chí cụ thể đề ra. Kết quả hoạt động của mô hình đã đóng góp tích cực đối với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, củng cố quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Phường 3, thành phố Tân An, nơi thực hiện mô hình khéo tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia xây dựng tuyến phố, tuyến đường văn minh đô thị, có sự tham gia của hệ thống chính trị và nhân dân trong phường. Từ đó, các tuyến đường khang trang, thông thoáng hơn. Nhiều khu vực trước đây không đảm bảo vệ sinh môi trường, nay đã dần thay đổi, sạch đẹp, trật tự và mỹ quan hơn. Đến nay, phường 3 được Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An công nhận là phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Được Ban Nhân dân tỉnh ủy Long An đề nghị Ban Nhân dân Trung ương tuyên dương, khen thưởng trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Qua một thời gian triển khai là được sự ủng hộ của cấp ủy, của đảng cũng như là ở khu phố, các chi bộ cũng như nhân dân, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, thì là đến thời điểm này thì phường 3 có 14 trên 14 tuyến đường chính được công nhận tuyến phố, tuyến đường văn minh đô thị. Thì sau khi mình làm xong rồi mình có họp tổ chức sơ kết, bàn giao lại cho người dân từng tuyến đường để mà người dân giống như trông coi quản lý trước cửa nhà mình, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí để mà xây dựng tiếp tục cái 14 tuyến đường này, sau đó sẽ nhân rộng các tuyến hẻm. Trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020, cán bộ và nhân dân xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa thực hiện các mô hình gắn với phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Mô hình thực hiện 4+1, tức là mô hình xây dựng cái con đường sáng, xanh, sạch, đẹp gắn liền với lại cái xây dựng cái xã nông hóa, xã nông thôn mới trong cái giai đoạn. Và cái mô hình mới đây trong năm 2020 là cái mô hình ba tự quản, là vận động nhân dân ấp biên giới thực hiện cái mô hình ba tự quản, trong đó có tự quản đường biên cột mốc, thứ hai là tự quản tài sản của công dân trên địa bàn khu vực biên giới, và cái tự quản thứ ba là tự quản con em không vi phạm pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm pháp luật. Và các mô hình thì trong cái giai đoạn vừa qua thì đều là mang lại cái hiệu quả thiết thực. Mô hình ba tự quản á, thì trong cái thời gian thực hiện từ đầu năm 2020 đến nay á, thì người dân cung cấp cho các cơ quan chức năng nhiều cái thông tin chính xác và thiết thực về cái đường biên cột mốc cũng như cái tệ nạn xã hội, trật tự xã hội ở trong cái địa bàn ấp mà thực hiện cái mô hình. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai đến toàn thể các đơn vị trực thuộc trong công tác giáo dục tuyên truyền nội dung chỉ tiêu của phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng đơn vị dân vận tốt, lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể giải quyết chế độ chính sách, thăm tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, giúp dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa, từ đó tô thắm thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng đơn vị dân vận tốt giai đoạn 2016-2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen 3 năm liền từ năm 2017 đến năm 2019.
đồn biên phòng Tuyên Bình đóng quân trên địa bàn xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng. Đơn vị luôn gắn bó với nhân dân, tuyên truyền vận động các gia đình tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên con em trong độ tuổi đi học, đồng thời vận động các mạnh thường quân, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh xây tặng 2 phòng học trị giá 480 triệu đồng, tặng nhiều bàn ghế, máy lọc nước cho các lớp học, tặng xe đạp, tặng quà cho các em lớp học tình thương và các hộ nghèo trên địa bàn. Địa bàn vùng sâu, biên giới, điều kiện đến trường của trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Đơn vị đã thực hiện tốt chương trình nâng bước em đến trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng đã góp phần thiết thực trong phong trào thi đua dân vận khéo. Tham gia xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh, Phòng PC06 tập trung thực hiện mô hình điểm đúng lễ, đúng luật, đúng hẹn và ứng xử tốt, phục vụ tốt, tuyên truyền tốt trong công tác cấp giấy chứng minh nhân dân. Từ đó giúp cán bộ chiến sĩ nêu cao thái độ ứng xử văn hóa, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Phòng PC06 phối hợp với các xã, phường xây dựng mô hình đăng ký quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Mô hình đăng ký quản lý cư trú qua mạng Internet. Mô hình nắm hộ, nắm người, quản lý ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã được tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng ở các địa phương. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội được Bộ Công an tỉnh tặng 14 lượt bằng khen, giấy khen về kết quả thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ của ngành, của đơn vị. Trong giai đoạn 2015-2020, với chức trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Phước Đông, huyện Cần Đước, ông Quỳnh Văn Bánh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết, định hướng phát triển toàn diện ở địa phương. Trong đó, nổi bật là xây dựng xã Phước Đông đạt xã nông thôn mới vào năm 2018. Kết quả trên có phần đóng góp quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo tại địa phương. Mô hình dân vận khéo vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền để đầu tư mở rộng đường giao thông nông thôn đã mang lại hiệu quả cao. Cụ thể, trong giai đoạn 5 năm qua, xã đã vận động nhân dân hiến 54.000 mét vuông đất, đóng góp trên 5 tỷ đồng để đầu tư mở rộng 18 km đường giao thông nông thôn. Mô hình chung sức hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở đã xây dựng trên 60 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng. Qua hai mô hình trên, bản thân ông Quỳnh Văn Bánh đã trực tiếp vận động được trên 1 tỷ đồng, góp phần giúp các hộ chính sách, hộ nghèo ổn định chỗ ở, điều kiện sống ngày càng khá hơn. Trong đó có gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung là một trong những hộ khó khăn được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà tình thương. Cất lên nhà với anh chị em, cô bác, đoàn thể ở xã, ở huyện, đồ, gia đình mừng lắm. Dạ, cũng cảm ơn hết các chú, các bác, đồ, cả đoàn thể hết. Thì qua hai cái mô hình là mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng nhà tình thương cho những người nghèo đó, thì tôi rất là thấy là tâm đắc một cái việc là cấp ủy chính quyền nhiều nơi trong huyện mà trong đó có Phước Đông đã vận dụng được là cái trách nhiệm của người cán bộ là phải vận động. Và cái cách tôi vận động thì không khác như nơi khác, mà chúng tôi là đi từng bước vận động bền bỉ, kiên trì để cho người dân hiểu được cái chủ trương, cái chính sách hoặc là những cái cần đóng góp. Thì từ cái nhỏ đến cái lớn thì nhân dân, khi mà nhân dân đã hiểu rồi thì họ đồng tình đóng góp. Ông Hà Minh Tuấn hiện nay là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ông Tuấn với chức trách nhiệm vụ là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lục Long, huyện Châu Thành đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là trong xây dựng xã nông thôn mới, góp phần xây dựng huyện Châu Thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2019.
Trong phong trào thi đua dân vận khéo, cá nhân ông Hà Minh Tuấn đang được Ban dân vận tỉnh ủy đề nghị Ban dân vận Trung ương tuyên dương khen thưởng. Qua quá trình thực hiện thì hiện nay là các công trình phúc lợi của địa phương thì giao thông, thủy lợi, cầu đường đều được hoàn chỉnh hết. Về hòa xã là được Ủy ban tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới vào cuối năm 2017. Và hiện nay thì so với các tiêu chí mới, xã cũng đã đạt chuẩn cái nông thôn mới nâng cao. Thì kết quả thì cho thấy thì qua 5 năm thực hiện cái nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 thì với sự đoàn kết quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân thì Ủy ban nhân dân xã là được 5 năm liền thì được Ủy ban nhân tỉnh tặng cờ thi đua cho cán bộ nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và đảng ủy được Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng cờ đảng ủy trong sạch vững mạnh tiêu biểu từ năm 2015 đến năm 2019. Trên đây là một số tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020 mà chương trình ghi nhận được. Giai đoạn 2016-2020, 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua dân vận khéo được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 3 cá nhân được tặng giấy khen của Trưởng ban dân vận tỉnh ủy và hàng trăm tập thể cá nhân được tuyên dương khen thưởng cấp huyện, thị xã, thành phố. Hàng năm, nhất là vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, ngày 15 tháng 10, tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào và nhân rộng những mô hình hiệu quả. Trong triển khai tổ chức thực hiện, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở thực hiện đảm bảo các bước theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh. Công tác tuyên truyền có chiều sâu, hiệu quả nên nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia đóng góp nguồn lực để thực hiện các mô hình đạt được kết quả tốt theo kế hoạch đề ra. Từ các mô hình này có thể rút ra những kinh nghiệm để hướng dẫn thi đua dân vận khéo trong thời gian tới. Trong giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua dân vận khéo đã được các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện với lồng ghép với các phong trào vận động cũng như các phong trào thi đua yêu nước. Thì các cái đơn vị địa phương đã xây dựng và nhân rộng được nhiều cái mô hình dân vận khéo trên các cái lĩnh vực, đã góp phần thực hiện thắng lợi cái mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì đến nay trong toàn tỉnh đã có trên 200 cái mô hình tiêu biểu đang được triển khai nhân rộng, trên 300 tập thể cá nhân đã được khen thưởng ở các cấp. Với cái nhiều cái cách làm hay sáng tạo tại cơ sở đã tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, cũng xây dựng nông thôn mới cũng như là văn minh đô thị, các cái vấn đề về an sinh xã hội cũng như là các cái hoạt động từ thiện xã hội đã góp phần tích cực vào cái việc tăng cường cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thì thông qua cái việc thực hiện tốt các cái mô hình điển hình về cái dân vận khéo đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với hệ thống đảng và chính quyền, như đội ngũ cán bộ đảng viên trong tỉnh cũng có điều kiện gần gũi và thấu hiểu, nắm chắc được tình hình nguyện vọng của bà con nhân dân để từ đó giải quyết kịp thời những bức xúc của những kiến nghị của nhân dân, và tạo điều kiện thuận lợi để cho nhân dân tham gia cái giám sát phản biện xã hội như góp ý xây dựng đảng và chính quyền, thực hiện có hiệu quả cái quy chế dân chủ cơ sở. Thì tuy nhiên thì cái phong trào thi đua dân vận khéo cũng còn có một số cái tồn tại hạn chế, như là cái công tác tuyên truyền vận động cũng có lúc có nơi chưa được thường xuyên và chưa có tính phổ quát và có cái chiều sâu cũng như có chiều rộng. Thì một số cái mô hình được triển khai thực hiện cũng có mang tính hình thức, và cái việc sơ tết tổng kết rút kinh nghiệm cũng như nhân rộng các cái mô hình cũng chưa kịp thời và chưa trở thành một cái phong trào rộng rãi sâu rộng trong toàn nhân dân. Và bên cạnh đó thì cái trình độ lực lượng của đội ngũ cán bộ mà tuyên truyền vận động thì cũng chưa được đào tạo tương xứng với lại cái nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020 tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang trong đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của đảng trong tình hình hiện nay.
đồng thời chú trọng nhân rộng mô hình tiêu biểu, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.